bạn Nam. Ngồi đi em. Rồi, mình giới thiệu đi em. Lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường và chú Quỳnh Linh. Chào tất cả mọi người. Chào bạn Nam bên kia mà. Rồi, mình tên gì em? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Linh, em năm nay 26 tuổi. Con tên Linh luôn hả con? Dạ. Em đang làm kế toán tại công ty xây dựng ở bên Bình Tân ạ. Làm kế toán hả? Dạ. 26 tuổi mà tôi tưởng 16 tuổi, tưởng chưa đủ tuổi tham gia chương trình chứ. Quê em ở đâu? Dạ, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk. Và quê gốc em thì ở Hà Tĩnh. Và hiện tại là mình đang làm việc ở bên, sống và làm việc ở Bình Tân ạ. Bình Tân. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào khán giả chương trình và chào hai MC Cát Tường và Quyền Linh. Và đặc biệt là Quyền Linh là MC em hâm mộ nhất. Cảm ơn em. Em tên là Đặng Quốc Uy. Em năm nay 31 tuổi, em quê ở Sài Gòn. Công việc làm của em là làm nhân viên văn phòng. Uy hả? Uy uy, uy tín anh. Uy tín hả? Dạ. À. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì vậy? Dạ, điểm mạnh của em là em không uống rượu, không hút thuốc lá. Tốt. Không cờ bạc. Hay quá. Và điểm yếu của em là đôi khi em hơi cấu gắt. Hơi gì? Cấu hả? Hơi cấu hả? Người hiền thế này mà cũng hơi cấu nữa hả? Dạ. Mời bạn gái, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em là sống rất là biết quan tâm người khác. Em là một người rất hòa đồng. Cũng hay nói nhưng mà chỉ với người quen thôi. Còn gặp người lạ thì em cứ như là bị lạ chị. Nên mình không có quen nói chuyện nhiều với người lạ. Ngại tiếp xúc người lạ ha. Dạ. Người lạ bây giờ mới là quen đó. Người lạ ơi, hãy cho tôi mượn bờ vai gì đó. Người lạ ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Dạ, cho em mượn bờ vai là em dựa liền luôn đó. Trước lạ sau quen ha. Dạ, chú. Bây giờ con cho chú biết là con đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ, chú Quỳnh Linh, con trải qua hai mối tình rồi ạ. Một mối tình là năm con mới đi học cao đẳng đầu tiên á. Thôi, yêu dạ. Sớm vậy. Còn một mối tình là cách đây 3 năm rồi ạ. Lý do quen được bao lâu rồi, lý do sao chia tay? Dạ, bọn con quen được 1 năm nhưng mà cho con bị tai nạn á. Nên con về nhà rồi, nói chung là xa về khoảng cách địa lý nên bọn con quyết định dừng lại. Nói chung là tình yêu chưa đủ lớn cho dạ, nên là rồi. Chưa có giữ nhau được. Dạ, à, dạ. Thôi thì thôi, giờ mình có người yêu mới. Dạ, đúng không? Rồi. Rồi, bạn trai tình trường thì sao em? Dạ, em thì nếu như chính xác thì chưa có mối tình nào hết chị ơi. Hả? Chưa yêu lần nào, ba mươi mấy tuổi chưa yêu lần nào hả? Dạ, nếu tính ra thích đó, thì hồi xưa thì có học cấp 3, có thích một bạn nữ từ năm lớp 10, lớp 12. Rồi trong cái công việc hàng ngày không có gọi là thổn thức với một trái tim nào khác giới nữa hả? Dạ, do em cũng đi làm với lại em tham gia hội đoàn á. Ừ. Cho nên là em chỉ tập trung vô những cái đó thôi. Đi làm rồi về tham gia hội đoàn rồi đi tập thể thao này nọ thôi. Vì tình trường tuy là lớn tuổi hơn rồi, cô gái nhưng tình trường là nhỏ hơn, ít hơn cô gái luôn. Rồi không có cái tình trường, không có kinh nghiệm gì hết trơn rồi làm sao rồi biết hôn chăm sóc bạn gái rồi biết không? Dạ, cái đó thì tôi em không có tình trường nhưng mà em biết quan tâm chăm sóc với người khác kìa. Rồi bây giờ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào nè? Một người bạn trai của em là anh ít nói, chủ động trong công việc, có trách nhiệm với gia đình và đặc biệt là không hút thuốc. Uống rượu thì có thể nhưng mà mình uống cái vừa phải để giữ sức khỏe cho mình thôi. Cho anh khỏi có mấy cái đó rồi mình yên tâm. Dạ. Có cái gì khác nữa không? Có gì khó khó hơn chút? Anh sống giải tính một xíu tại em là người khó tính, hơi khó một xíu thì ảnh nên dễ tính. Dễ chứ, mà 31 tuổi chưa yêu lần nào mà khó nữa là coi như là quắc luôn á. Dạ. Rồi. Bạn trai sao? Tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái của em là hiền, nhiều chuyện nhưng mà không... Hiền nhiều chuyện là sao? Nói nhiều nhưng mà không có nhiều chuyện. À. Gái thì kỹ tính chút xíu. Biết kính trên, nhường dưới, quan tâm với lại mọi người trong gia đình. Điều gì em không thích ở người con gái? Nói nhiều chị. Giữ với nói nhiều chị. Giữ hả? Dạ. Có giữ không cưng? Dạ không, em không có giữ nhưng mà ảnh vừa kêu là thích con gái nói nhiều mà. Nói nhiều nhưng mà không phải nhiều chuyện. Không có nhiều chuyện á em. Dạ. Nói nhiều em... nói chuyện của mình thôi, đừng nói chuyện thiên hạ. Em nói hơi nhiều nhưng mà chắc không có nhiều chuyện. Vậy dạ. Được rồi. Để chị qua chị coi. Chào chị. Chào anh. Mà lúng đồng tiền rồi ha. Trời ơi. Chị Cát Tường hôm nay xinh quá. Cảm ơn em. Hôm nay tóc em lạ quá. Bao giờ mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, nếu như hợp thì sẽ 1 năm tới 1 năm rưỡi chị. Em cái mẫu người em được đặt ra có cái mẫu người lý tưởng giống như ai không? Na ná chị cũng được rồi.
Chị á hả? Dạ. Chị dữ lắm. Dễ thương. Chị nhiều chuyện nữa. Nhưng mà không quá nhiều chuyện là được rồi. Quá luôn quá. Chị quá luôn. Chị lo chuyện thiên hạ không mà. Trời ơi, nhờ chị lo chuyện thiên hạ vậy mà em mới được lên chương trình này đó. Lành quá ha. Dạ. Được. Lành lắm rồi. Giờ... em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Nghe chị nói nhỏ nhắn thì em nghĩ là chắc cũng dễ thương. Ừ. Dạ. Vậy thôi. Vậy thôi. Em đoán vậy thôi. Đoán vậy thôi ha. Em sẽ bất ngờ. Để anh qua kiểm tra đàn gái sao. Dạ nha. Dạ anh qua giùm em. Chào chú Huyền Linh đi con. Dạ. Chào con. Dạ chào chú. Chú chào con. Dạ chú. Chào chú Linh. Con đâu có nhỏ nhắn gì lắm đâu. Hả? Con có mít lưỡi. Con có hay ghen không? Dạ con ghen dữ lắm. Nếu con ghen là con làm gì nè? Con giận, con không có nói chuyện gì á. Vậy mà giữ gì? Dạ không, nó không nhắn tin, không nói chuyện gì hết. Mà đụng đến con đó con quạo lên nè. Quạo rồi con làm gì nữa? Dạ con gạo thôi, là hết giận là hết gạo. Đâu có gì dữ đâu. Dễ thương lắm. Dạ. Hôm nay là em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ và dì dượng của em cùng với hai đồng nghiệp cùng công ty. Mẹ, dì dượng, đồng nghiệp nữa. Dạ. Đồng ha. Cả nhà rồi, luôn cho, ha. Cho gặp mẹ em. À, dạ chào, chào cô. Trước tiên xin chào thân thiện đến chú Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Dạ. Cùng bạn trai và gia đình bạn trai cùng toàn thể các bạn. Cháu Linh bên này thì thứ nhất là cháu là con út nhưng mà cháu cũng rất là lễ phép, ngoan ngoãn và biết cầu tiến. Nhìn bên bạn trai bên này thì cũng là hiền lành. Thì các cháu cứ tạo điều kiện cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Đi đến một cái kết quả đến hôn nhân tốt được là điều rất là mừng. Thế là tôi xin hết ý kiến. Thằng cho gặp mẹ. Cho gặp mẹ luôn, cho gặp mẹ luôn ạ. Cô từ Đắk Lắk xuống à? Vâng, tôi thì quê ở Đắk Lắk. Ngày hôm nay thì tôi xuống đây vì chương trình, về cháu, về tất cả các vị mà tôi bị bệnh. Mà cũng muốn có vài câu của mẹ. Vài câu thì con gái tôi là con út tôi thì 5 người con. Thì tôi đến với chương trình này thì cũng mong cả con. Thì xe duyên mà. Thì thương nhau thì kết duyên với nhau. Dạ, cô thấy con rể tương lai thế nào? Thì cùng xứng, nói chung thì cháu thì cũng được. Nhưng mà mình cũng phải tìm hiểu thêm. Mình không phải thấy đỏ mà tưởng là chính. Thì cũng phải hai bên cùng phải tìm hiểu nhau. Dạ, hay đó quá. Là xe duyên. Cảm ơn. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Thấy đỏ nhưng mà không phải tưởng là chính. Hay. Ơi, bên đàn trai đi với ai? Dạ, em đi với ba, với lại ba người em của em ạ. Dạ, cho có bác trai nữa. Dạ, gặp, chào bác ạ. Trước tiên tôi xin trân trọng chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Phượng. Dạ. Dạ, Cát Phượng quay và các khán giả trong chương trình. Tôi có hai con trai. Cháu đây là út, cháu là bản tánh cũng hiền lành à, mà tôi thấy cháu gái này rất là dễ thương. Đó, xinh xắn, nói chuyện cởi mở. Đó, thì nếu mà có về làm dâu gia đình, về gia đình mà hai bên đều út hết, út trai út gái, thì tôi nghĩ là nó rất là tuyệt vời. Và cũng mong là bên gia đình nhà gái thì cũng tác hợp, nghĩa là cũng rút thêm vào. Dạ. Thì coi như là anh Quyền Linh về các tường đã xây một nhịp rồi, thì còn một nhịp nữa thì gia đình hai bên và hai cháu sẽ làm sao để cho nó hoàn thành nốt một cái nhịp cuối cùng. Chú có thể với bà xui tương lai có thể qua bắt tay cái được không ạ? Dạ. À, đó, hai sư gia gặp nhau rồi, hay quá, biết đâu á là chúng ta sẽ thành thông gia với nhau ha. À, cảm ơn chú, cảm ơn cô rất nhiều. Rồi bây giờ tới hai bạn nha, cố gắng mình tìm hiểu nhau, gia đình hai bên là ủng hộ hết rồi ha em ha. Cố gắng người nha. Thu bình thôi. Rồi. Kéo màn lên. Nào. Rồi. Bắt đầu. Dạ, chào anh. Anh có cuốn sách tặng em. Dạ, em cảm ơn, tặng anh con gấu bông nha. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Tuy tặng một cái quyển sách mà anh thấy rất là ý nghĩa. Đó là hiểu về trái tim ha. Để anh giới thiệu cuốn sách này chút. Yeah. À, đây là cái chữ của anh và cái chữ ký của anh. Ở đây là trái tim nha em, không phải thận. Còn đây là thông tin liên hệ của anh, mọi chi tiết trên đây. Yeah. Có gì muốn tìm làm trên đây hết. Dạ, yeah, anh chu đáo quá. Dạ, em cảm ơn anh. Rồi, ngồi, hai bạn ngồi xuống đi. Chúng ta có vài phút để trò chuyện nha, bắt đầu. À, em cảm nhận về anh như thế nào? Nhìn anh rất là chân chắn và cũng rất là đẹp trai nữa. Anh có cảm nhận gì về em không? Nãy giờ anh nghe chị Cát Tường nói bên đó anh cũng ngần ngại. Nhưng mà giờ anh xác nhận là em rất là dễ thương. Dạ, em cảm ơn. Anh có một bài thơ
trong cuốn mới đọc qua cuốn sách đó anh mới tặng em. Thương nhau thì phải hiểu nhau, hiểu nhau thì phải tin tưởng nhau, mà muốn tin tưởng nhau thì phải thật thà, thật chân thành với nhau. Dạ. Nhưng mà em nói trước nha, em thì hay ghen lắm. Với em thì em không có quan niệm là em gái nuôi, em kết nghĩa hay là gì đó. Dạ, với em thì những cái đó là không, tuyệt đối là không. Gặp con thì được, gặp con thì được, nhưng mà gặp người khác là không, con không chịu. Sao bạn trai mặt hoang mang vậy? Dạ. Mình có thống nhất với ý kiến của bạn gái không? Không, đang ngồi suy nghĩ tới mấy cô em nuôi, chị nuôi kia giờ xử lý sao đây? Lấy vợ lấy chồng hết rồi chị ơi. Hên quá. Anh có quan niệm về con gái con trai không? Ví dụ như mà em lấy anh xong rồi em đẻ con gái không à? Hoặc là con trai không à? Không, chị anh thì anh sao? Con nào cũng là con. Nhưng mà về cái tính nết dễ thương á thì anh thích con gái hơn. Anh cũng thích con gái hơn. Thích trai có được đâu. Lai anh thì. Bây giờ một câu để ta chốt lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Mình đang suy nghĩ gì về người đối diện? Mình đang mong muốn điều gì? Trái tim mình đã rung động chưa? Khi mà gặp diện mạo của em á thì anh bắt đầu rung động rồi. Thì anh thấy là mình có duyên lên đây để mà sau này có một cái tương lai tốt đẹp hơn thì mình sẽ cho nhau một cơ hội. Thì hy vọng tí nữa em sẽ cùng anh bấm nút. Dạ. Bạn gái muốn nói gì nữa không? Còn em thì ấn tượng về anh rất là tốt. Anh một người rất là hiền. Nếu mà tìm hiểu hợp thì chúng mình tới với nhau. Ok. Hay quá. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Rồi, chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm. Chuẩn bị. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng hai em. Rồi, đầu tiên chúng ta nắm tay nhau đấy. Còn hôn thì cô gái hôn chàng trai trước để học hỏi. Thấy sao? Đã. Đã không? Được không? Lại đã thì làm được. Lại. Làm lại. Hay đó. Quá. Trước tiên thì mình tên là Nguyễn Văn Phúc. Mình sinh năm 91. Hiện tại thì đang ở quận Tân Bình. Làm việc ở Tân Bình với bên Gò Vấp. Còn quê hương thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Thì nói chung là muốn tham gia chương trình để kiếm được một người có cái điểm chung với mình. Dạ đúng rồi, là buổi sáng thì em nấu cơm cho bán chú cho trường cấp 2, trường cấp 2 Âu Lạc của phường 4 quận Tân Bình. Còn buổi chiều thì em làm bên chuyên bếp Âu bên kinh bếp Phan Văn Trị. Là chiều là về nhà hàng hả? Dạ đúng rồi. Bên đó là quán ăn nó chuyên về bò, chuyên món ngon từ bò. Mình làm như vậy thì thu nhập của mình như thế nào? Dạ thu nhập thì cũng trên 10 triệu. Là hai nơi hả? Dạ đúng rồi. Vậy em đang ở Tân Bình với 2 phút? Dạ em ở Bình Đên nè. Bình Đên hả? Dạ. Là hồi giờ cũng nhẹ nhàng như vậy hả? Hồi giờ là tính mình cũng tự tốn nhẹ nhàng vậy luôn hả? Theo cái tính cách thì trầm tính nhưng mà mình dễ gần. Còn trong công việc thì đôi khi hơi nóng tính. Trong công việc ví dụ như là áp lực công việc nó dồn dập nhiều quá mình cũng cũng hơi nóng tính lên. À không, bên đó thì nguyên một team từ trước đến giờ làm. Là từ căng tin cho đến bếp rất là nhiều. Nói chung mọi người rất là hòa đồng. Dạ đúng rồi, thì buổi sáng làm bên đó 12 giờ, tầm 12 giờ về. Về xong rồi mình nghỉ ngơi ngủ được xíu rồi mình chạy qua bên kia mình làm. Như năm nay thì làm đến 22 giờ.
Còn mỗi năm thì tầm 10, 1 rưỡi, 12 giờ nó về. Không, không, không. Quán này là chỉ có ăn thôi, không có nhậu. Còn bên chi nhánh 2, bên cái tiệm bia Cao Bồi mới khai trương được tháng vừa rồi á, thì bên đó là nó chuyên về phu sành. Nó chuyên về phu sành với lại chuyên Âu để bán đồ nhậu. Thì bên nghề bếp thì nó bao gồm rất là nhiều cái. Nhưng dạ thì nói chung là để trong cái nghề đó thì mình phải biết chứ. Từ chén chén miệng cho đến salad đồ các kiểu. Nhưng chủ yếu là trái cây. Em bị tật nhẹ ở trên cổ chân á. Đi nó hơi bị nhón xíu. Dạ, do bị tai nạn cách đây cũng hơn 10 năm rồi. Nói chung là nó bị cũng bình thường hả? Mình phải... Đúng rồi, lúc trước thì cao to đẹp trai hơn giờ. Dạ, dạ, cái trạng người của em nó vậy rồi. Dạ, ngày xưa bị xe đụng á. Đúng rồi, đúng rồi. Nên là qua điều dưỡng quận 8 á, cố định nó lại. Rồi là hồi giờ là mình đã có yêu cô nào chưa? Hay yêu anh nào? Thì nói chung là trước giờ thì yêu thì cũng nhiều rồi. Nhiều anh, nhiều cô. Nhiều cô chứ. Nhưng mà mình chưa thấy cái... chưa kiếm được một cái người mà có điểm chung với lại người ta thương mình á. Tại vì là bây giờ đang khỏe mạnh vậy chứ lỡ sau này già yếu rồi mình thế này kia nữa. Nhưng mà vậy là bên trái của em là nó không có phải bên phải nào. Dạ đúng rồi. Nó hơi yếu không? Tại vì thấy em đi thì chỉ để ý thấy cái bên trái của em kiểu là tức là một người một bên là chỉ có 7 cân đúng không? Chỉ để ý nhưng mà đúng không? Dạ 9-10. Tại vì bên này nó thiếu mất một phân. Mà ổng bị gì? Cũng bị xe tải đúng. Nhưng mà bị gãy, bị nát xương hay sao? Rồi nát hết xương, cả xương đầu luôn em, mà cuối cùng là vẫn sống hết. Các cụ gọi là đánh còng lưng luôn ấy. Đúng rồi. Lấy luôn cái xương trán để đắp lên xương đầu là hõm trán luôn mà. Nhưng mà từ khi bị tai nạn vậy là có yêu cô nào không? Sau khi bị tai nạn xong? Sau khi bị thì nói chung yêu cũng nhiều. Yêu nhiều luôn. Mình yêu người ta hay là song phương? Nói chung là cả hai đứa yêu nhau luôn. Rồi kể cái mối tình nào mà mình đáng nhớ nhất đi. Yêu bao nhiêu năm, sao mà chia tay? Lúc đó là bạn gái có vấn đề gì về cái chân của mình hay không? Thì xưa thì cũng có yêu người. Nói chung hai đứa cũng yêu nhau vậy. Xong nói chung cũng thương mình. Nhưng mà một thời gian sau thì cũng do bản thân mình thôi. Bản thân mình không có ở bên cạnh nhiều, mình cũng hay đi ra ngoài, mình giao tiếp xã hội thế này thế kia, mình cũng bỏ lơ đồ. Nên là cũng gọi là giữ khoảng cách thôi chứ chưa, nếu mà nói về cuộc đời của em thì chưa có ai gọi là chia tay. Chứ giữ khoảng cách, chứ không gọi là chia tay. Là cô kia là tìm hiểu yêu nhau trong bao lâu? Yêu nhau trong vòng cũng tầm 5 trời. Đúng rồi. Nhưng mà mình cũng không có ngại chia sẻ vấn đề đó với mọi người đúng không? Dạ đúng rồi. Nói chung ai nghĩ gì nghĩ với mình, sống như mình là cái tốt nhất. Rồi mình kiếm cái người thương mình thôi. Ok. Rồi bây giờ là mình mong muốn một cái cô gái như thế nào để phù hợp với mình? Thì nói chung là cao ráo sạch sẽ. Thì tầm con gái Việt Nam tầm 1m6 là ngon rồi. Rồi dạ nó biết kính trên nhường dưới. Rồi yêu con nít nữa. Tại vì em rất là thích chơi với con nít.
Với lại con nít cũng giống như mình có một cái sự hấp thu tụi nó hay sao á. Tụi nó rất là thích chơi với mình. Với lại biết tính toán làm ăn, tiết kiệm là được. Và nếu mà bên cái mảng giáo viên thì càng tốt. Giáo viên hả? Dạ. Ờ, thích bạn gái giáo viên. Rồi, còn gì nữa không? Về người gì bạn gái chứ còn gì không? Dạ thì nếu mà người miền Trung thì người Nghệ An thì càng tốt. Ở Nghệ An hả? Dạ. Còn không thì ở Bá Lộc hoặc là Sài Gòn. Nếu mà ở Sài Gòn thì tính lâu dài thì mua nhà ở đây ở luôn. Tuổi tác thì sao em? Dạ tuổi thì tầm 96, 97 đổ lên. Rồi còn yêu cầu gì đặc biệt ở bạn gái? Có gì về bạn gái mà không thích không? Dạ nói chung là cũng không có gì hết. À, dạ em cũng ca hát được. Ừ, ok rồi, hát thử một đoạn đi. À, ví dụ như nhạc nhạc trẻ hay là nhạc bolero hay gì đó. Bài tủ đi, ca bài tủ đi. Mấy câu thôi. Dạ. Ví dụ như bài Lại Nhớ Người Yêu của Đan Nguyên đi. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mình. Buổi chiều mình gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Ok. Dạ. Rồi cảm ơn. Thì dạ, hôm nay là cái buổi cắt đầu tiên thôi, để mình chia sẻ như vậy. Nếu mà có cái cô gái nào phù hợp thì là chương trình